Vào ngày 29 tháng 4, triển lãm ô tô quốc tế thuyền châu đã được tổ chức tại trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế tấn Giang. Tại gian hàng A8 Beijing Auto, mẫu Beijing X7 2023 đã được giới thiệu với nhiều nâng cấp đáng chú ý trong thiết kế, không gian, kết nối thông minh và khả năng vận hành. Beijing X7 2023 hiện được bán ra với mức giá khởi điểm từ 407 triệu. Beijing X7 2023 có thiết kế ngoại hình đã thay đổi rất nhiều so với mẫu cũ. Beijing X7 2023 mới kế thừa ngôn ngữ gia đình của Jazuji May, tích hợp thiết kế hợp thời trang với thẩm mỹ truyền thống phương Đông và mang đến cho mọi người sự ngạc nhiên thú vị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kirin Wing hoàn toàn mới với lưới tản nhiệt phía trước Kirin Wing, không viền mang cảm giác kéo dài mạnh mẽ cùng mâm xe thể thao. Ngoài ra, hình dạng đèn chạy ban ngày mới theo phong cách Bắc Kinh Pixel, tay nắm cửa ẩn cảm ứng bốn cửa cũng làm tăng thêm vẻ sang trọng của Beijing X7 2023. Beijing X7 2023 có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.745mm, 1.892mm, 1.715mm, cộng với chiều dài cơ sở 2.800mm. Beijing X7 2023 mới không chỉ có cốp rộng dung tích lớn, hàng ghế sau còn có thể gập phẳng, tổng thể xe cung cấp 28 ngăn chứa đồ, mang đến cho người dùng không gian thoải mái. Ngoài ra, cửa sổ trời 1m2 lớn nhất trong phân khúc giúp tầm nhìn bên trong xe rộng hơn giúp thơ và những nơi xa trở nên thoải mái hơn. Sức mạnh và cảm giác lái ổn định là một trong những lý do khiến người lái Beijing X7 2023 không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi cầm lái trong thời gian dài. Về cấu hình sức mạnh, Beijing X7 2023 sử dụng động cơ 3X Magic Co 1.5T thế hệ mới là sản phẩm của nền tảng sức mạnh thế hệ mới do nhóm giờ và Trung Quốc và đức cụ ABAX Moto cùng tạo order. Một động cơ magic Core 1.5T thế hệ mới vừa đảm bảo công suất mạnh vừa ít tiêu hao nhiên liệu, cho công suất tối đa 138 kW và mô men xoắn cực đại 305 Nm. Động cơ này cho phép Beijing X7 mới tăng tốc lên 100 km chỉ trong 9.8 giây. Sự thoải mái của Beijing X7 2023 đã được cải thiện rất nhiều, với hệ thống ghế massage 8 điểm 3 tốc độ, của toàn bộ xe, hành khách có thể mở khóa bằng một nút bấm, hàng ghế trước và sau đều có ghế massage nên bạn có thể cảm nhận niềm vui khi massage spa trong xe. Ngoài ra, đối thủ của Hyundai Tucson còn hỗ trợ chức năng kéo chân tối đa 50 độ, bổ sung chức năng massage và hỗ trợ thắt lưng, đồng thời có thể bật chế độ thoải mái bằng một nút bấm. Beijing X7 2023 cũng cung cấp nhiều chức năng cảnh thông minh, áp dụng thiết kế màn hình kép và được trang bị hệ thống máy xe mới nhất, dưới màn hình điều khiển trung tâm 12.3 in. Hệ thống giải trí hiện đại Tính năng Bepilot Smart Driving 2.0 hỗ trợ các chức năng như tương tác giọng nói thông minh và nâng cấp trực tuyến từ Safota, tạo ra một môi trường công nghệ thông minh trên xe.